Và trong video lần này thì chúng ta sẽ khảo sát những cái phần còn lại trong cái tab catalog. Thì chúng ta sẽ có một số cái menu như là filters, profiles. Thì hai cái menu này là nâng cao trong ổ bên cạc, chúng ta sẽ thường là sẽ không có đụng tới. Cho nên là mình cũng sẽ không giới thiệu trong cái video lần này. Mà thay vì chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu vào những cái khác như là attributes. Thì các bạn chọn attribute và chúng ta sẽ có một cái attribute groups và một cái attributes. Thì trong cái attribute groups này chúng ta sẽ tạo những cái thuộc tính của cái sản, giống như là ví dụ như là một cái sản phẩm mà linh kiện điện tử thì chúng ta sẽ tạo cái thuộc tính ví dụ như là về laptop hay là về máy tính thì nó có những cái thuộc tính như là card màn hình, những cái linh kiện đó như là card màn hình nè, RAM nè, hay là những cái chuột bàn phím nè, vân vân, thì nó gọi là nó nằm những cái thứ mà những cái attribute mà mình vừa liệt kê nó nằm trong một cái attribute group, nó gọi là linh kiện. Thì chúng ta ở trong này chúng ta sẽ tạo một cái attribute group là gọi là linh kiện, giả sử như vậy. Và đây là sort order, nghĩa là cái sắp xếp thứ tự. Thì khi đã tạo được cái attribute groups rồi thì chúng ta sẽ tạo những cái attribute và thuộc cái group đó, thì các bạn cũng insert và chúng ta sẽ chọn cái group đó là accessory, ví dụ như là RAM, bộ nhớ cái thanh ghi RAM của là máy tính á, chúng ta save lại, hoặc là chúng ta có là những cái ví dụ như là chuột hay là bàn phím, ví dụ như là mouse, vân vân. Thì cái phần attribute này nó sẽ được chọn đâu? Ở trong cái product, bạn vào cái tab product, giả sử như chọn một cái sản phẩm để khảo sát, chọn edit, thì ở đây nó có phần là cái tab attribute, thì mình sẽ add cái attribute ở đây. Thì mặc định chúng ta sẽ gõ full name, có nghĩa là gõ toàn bộ tên của attribute mà các bạn đã tạo, hoặc là chúng ta gõ một vài cái từ thì nó sẽ liệt kê gợi ý cho các bạn. Ví dụ như là nãy là linh kiện gọi chữ I L I N H. Ủa không phải, quên, mình gõ là cái mouse. Gõ linh kiện là mouse. Cái này là mình gõ cái tên attribute chứ không phải là attribute group, xin lỗi các bạn, mình nhập attribute ví dụ là MOU thì nó sẽ gợi ý là mouse. Chúng ta sẽ add cái attribute đó vào. Thì trong cái linh kiện này, trong cái thuộc tính của cái sản phẩm là mouse thì mình sẽ mô tả bên cái ô text nhập ở bên này. Tiếp theo thì chúng ta có thể nhập nhiều những cái attribute khác nhau cho cái sản phẩm. Và mình sẽ khảo sát tới cái phần option. Thì option ở đây cứ nghĩa là lựa chọn, nghĩa là một sản phẩm, ví dụ như là về màu sắc thì sản phẩm có thể có nhiều màu, ví dụ như là màu xanh, đỏ, tím, vàng, thì sẽ lựa chọn ở trong cái option nó gọi là color. Thì mình sẽ tạo một cái option là color. Trong này nó sẽ có những cái option chúng ta lựa chọn, ví dụ như là xanh lá này, hay là màu hồng, màu vàng, vân vân. Và nó có cái kiểu ở đây, có nghĩa là select, có nghĩa là chọn, radio nghĩa là những cái ô tròn tròn chúng ta chọn vào, mỗi lần chọn thì chọn được một cái, còn cái select cũng chọn được một cái nhưng mà nó sẽ sổ xuống như cái bạn đang thấy đây nè, cái này gọi là select nè. Còn cái radio là những cái ô tròn tròn chúng ta, còn cái checkbox có nghĩa là cái cũng là giống như radio nhưng mà chọn được nhiều cái, và cái hình nó sẽ là hình vuông có cái dấu tích ở bên trong. Vậy may có nghĩa là chọn hình ảnh, và cái input ở đây text có nghĩa là một cái ô text như vậy, như thế này, nó gọi là một cái ô text. Một cái text area nó cũng như là text nhưng mà nó sẽ bự hơn, nó sẽ rộng hơn, nó hình chữ nhật như thế này.
Và tiếp theo là cái phần file, nghĩa là option chọn là chọn file, hoặc là chọn ngày, chọn theo thời gian, chọn theo ngày hoặc là ngày và giờ, vân vân. Thì cái option này nó cũng khá giống với cái phần attribute, nhưng mà mục đích của nó là chọn, có nghĩa là có nhiều option. Ví dụ như là màu sắc thì nó sẽ có nhiều option màu khác nhau. Tiếp theo là về cái tab manufacturers, thì nó là liên quan tới cái nhà sản xuất. Thì cái tab này chúng ta sẽ tạo những cái nhà sản xuất, nhập tên những cái nhà sản xuất vào đây. Và ở trong cái phần mà lúc mà chúng ta tạo một cái product á, nó có một cái chỗ để chúng ta điền nhà sản xuất. Nó sẽ nằm ở cái tab nào đó ta. Đây nè, cái tab, trong cái tab links thì nó sẽ có chỗ chúng ta điền nhà sản xuất. Tiếp theo là cái phần downloads, thì ở trong này chúng ta sẽ insert những những cái file để download đến kèm với cái sản phẩm. Ví dụ là hướng dẫn sử dụng, là manual hay là một số cái tài liệu hướng dẫn sử dụng, vân vân. Thì ở đây file name là chúng ta sẽ upload từ máy tính, chọn bất cứ file nào chúng ta upload lên. Và cái phần này, cái total download allow, nghĩa là cho phép download bao nhiêu lần. Ví dụ như là bạn chỉ cho phép download một lần thì ta chọn một. Rồi tiếp theo là cái phần reviews. Review này thật sự ở trong bộ bên cạc nó gọi là review, nhưng mà thật ra tất cả các những cái shop khác nó đều gọi là comments, có nghĩa là bình luận. Thì trong này mặc định là khi mà bình luận một sản phẩm bất kỳ, ở trong cái phần mà review chúng ta viết một cái review và chúng ta nhập cái mã xác nhận và chúng ta continue á, thì nó sẽ đưa liệt kê vào 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 trong cái phần review này. Thì mặc định đó là cái status nó là disable, và chúng ta phải kiểm duyệt và chúng ta chọn nó, chúng ta edit và chúng ta sẽ enable nó lên thì nó sẽ xuất hiện ở bên ngoài. Và trong cái phần review này chúng ta được toàn quyền quyết định cái nội dung của review. Có thể là chúng ta sửa lại cái nội dung cho nó phù hợp, hoặc là tuy nhiên là các bạn không nên làm như thế, bởi vì comment của người khác thì mình sửa thì nó gây ảnh hưởng. Và hoặc là các bạn thông báo cho người khác là mình sửa cái comment này nó cho nó phù hợp hơn với cái sản phẩm, chứ không nên là chỉnh sửa trực tiếp, thì nó sẽ gây khó chịu cho người khác. Và tiếp cuối cùng đó là cái tab mà information. Đây là cái tab liên quan tới những cái trang khác mà hiển thị ở trang ngoài trang chủ, trong đó là có about us. Thì trong tab này nó có ba cái tab giống như là query, đó là general data và design. Và trong tab general này nó cũng có cái tiêu đề, cũng có cái phần mô tả chúng ta nhập ở đây. Và cái trong tab data thì nó mặc định nó chọn cho cái shop của chúng ta là default, cái cell keyword nó cũng tương tự như là ở bên query là product. Bottom thì nó sẽ hiển thị ở phần cuối của trang. Ta sẽ chọn vào tick vào đây, phần status nó sẽ chọn, hoặc là chúng ta enable hoặc là chúng ta disable. Nếu mà chúng ta muốn tạo ra nhưng mà chúng ta không muốn cho người dùng xem hoặc là nhìn thấy được thì chúng ta sẽ disable nó. Và cuối cùng đó là sort order, nghĩa là sắp xếp. Ví dụ các bạn chọn vào số nhập vào số 1 thì nó sẽ ưu tiên đưa lên thứ tự là hàng đầu tiên. Và về phần design cũng tương tự như là query product, thì chúng ta nên là để mặc định nó là default. Hoặc nếu chúng ta biết chúng ta muốn cái hiển thị cái information, cái trang này nó nằm chính xác ở cái vị trí layout nào, thì chúng ta sẽ chọn ở trong này nó có sẽ có account, query product, checkout, vân vân. Và những cái trang khác tương tự, thì trong này có một số trang mặc định của bên cạc nó sẽ link link tới những cái link mà khi chúng ta mua hàng
nó sẽ có cái chỗ gọi là cái chấp nhận cái điều khoản á, thì những cái trang mặc định của bên card nó sẽ nằm ở trong này, thì tốt nhất là chúng ta sẽ không nên xóa những cái trang mặc định mà chúng ta sẽ edit nó, chúng ta sẽ sửa nội dung nó và chúng ta có thể sửa cái title nó, chứ chúng ta không nên edit, chúng ta không nên xóa cái những cái trang mặc định của bên card. Bởi vì nếu mà chúng ta xóa nhầm ngay cái trang nó link tới một số cái đường dẫn mà khi mà khách hàng họ mua hàng, nhất là cái phần mà điều khoản á, họ sẽ bấm vào cái điều khoản để họ đọc, thì lúc đó là cái link nó không tồn tại, thì nó sẽ gây ra một cái lỗi, đó là lỗi không tìm thấy trang, thì điều đó là không nên. Video nào mình sẽ tạm dừng đây. Xin chào các bạn.